Trưa ngày 2 tháng 8, trên bầu trời nông trường Vũ Lăng ở Đài Trung, đột nhiên xuất hiện một vầng hào quang tuyệt đẹp. Nhìn từ xa trông như là một con mắt to sáng rỡ trên bầu trời. Nhiều du khách tham quan tại nông trường đều không khỏi kinh ngạc và tranh thủ chụp lại cảnh đẹp hiếm có này. Một du khách chia sẻ, đây là cảnh tượng rất khó gặp được, cô chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng này, giống như là đôi mắt của bầu trời rất đẹp. Một nhóm các du khách trẻ khác thì bày tỏ tiếc nuối vì đã không kịp nhìn thấy cảnh hào quang trên bầu trời Vũ Lăng, mong là lần sau vẫn còn có cơ hội được gặp lại. Chuyên gia khí tượng cho biết, Hào quang là hiện tượng quang học được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời, khúc xạ hoặc phản xạ qua các tinh thể băng lơ lửng trong bầu khí quyển, thường xuất hiện ở dạng hình tròn hoặc vòng cung. Trước khi bão đến, luồng không khí đi lên sẽ mang hơi nước ẩm ướt lên độ cao 5 đến 6.000 m. Do nhiệt độ thấp, cái hơi nước này sẽ kết lại thành những tinh thể băng nhỏ trong suốt. Trong điều kiện thời tiết trong xanh không có mây ở tầng thấp, sẽ có cơ hội nhìn thấy hào quang. Chủ nhiệm trạm khí tượng Đài Trung Khao Tuấn Hiền nói, hiện tượng này chủ yếu là do bên trên có mây trung tầng, sau đó do khúc xạ hoặc phản xạ ánh sáng mặt trời mà nên. Nếu đều là mây ti thì thời tiết chắc sẽ rất đẹp, Trước khi có bão đến thì thường sẽ có nhiều mây ti. Mà dù đây là một hiện tượng quan học của thiên nhiên, nhưng trước khi bão tiến vào Đài Loan lại xuất hiện một vần hào quang đẹp như vậy cũng khiến cho nhiều người phải tắm tắt suýt xoa.